Chị Xui ơi, chị Xui, có nhà không chị Xui? Chị Xui ơi, đi đâu nhà cửa vắng tanh vậy cả? Anh Xui, chị Xui. Ý, bậy với anh Xui. Tôi quên. Anh lên á thăm là quý lắm rồi. Sao mà anh lên sao anh không cho tụi nhỏ nó hay, để nó ra nó đón anh? Có gì đâu chị, đi bộ cho nó giãn gân giãn cốt vậy mà. Chị biết không, tôi nói ngầu xe mấy tiếng đồng hồ, nó mỗi lần muốn chết vậy đó hả? Vậy đó, mà không có cho tụi nhỏ nó hay tiếng nào hết trơn á. Anh lên thăm á là quý lắm rồi, gì mà ta xách nách mang chi cho cực vậy anh Xui? Có gì đâu chị. Ít trái cây, nhà bà tôi nghe nói lên thăm chị, bà biểu tôi cầm lên biếu chị làm quà vậy mà, chị nhận cho bà vui. Dạ, anh chị chu đáo quá, cho tôi gửi lời cảm ơn chị nhà nha anh Xui. Ý trời đất ơi, đặc sản quê hương của mình không á anh Xui. Trời đất ơi, mắm khô đồ quá trời luôn. Mỗi cái mấy năm mà sao nó thay đổi, nó đẹp quá trời vậy cả. Chị Xui à? Dạ. Lúc này á, tôi bộ đẹp dữ hơn nghe chị. Cái anh này quỷ không à? Già cả, đẹp cái nỗi gì không biết nữa. Chị Xui, chị hiểu lầm cái ý của tôi rồi. Tôi nói đẹp ở đây á là đẹp làng trên sông dưới, chớ tôi đâu khen chị Xui đẹp hồi nào. Từ ngoài ngõ vô tận trong đây, nhà cửa khang trang, ngõ xóm đàng hoàng, công trường mới xây, chợ năm thôn tường ngập, ngắm sờ sờ cũng thấy thỏa trong lòng, làm cho tôi đây cũng trẻ lại mấy phần. Cứ ngỡ như mình vừa mới tuổi đôi mươi. À thì ra anh Xui cố tình lỗi bộ. Đúng đó chị. Không chỉ giãn gân mà để ngắm đất trời. Dạ nghe, mà anh vẫn rất là yêu đời. Từng tuổi này thiệt là hiếm nghe anh Xui. Nếu chị không ngại thì chỉ cho tôi hỏi, chỉ mấy năm thôi sao thay đổi lạ kỳ. Cứ ngỡ như là xa cách đã rất lâu, tâm đốt ngón tay tính lại chỉ mấy năm trời. Dạ chỗ Xui gia có gì mà anh ngại? Ngại anh Xui hỏi tôi nào có dám chối từ. Anh Xui ơi, nông thôn mới đó mà, nông thôn nhà nước ngâm qua dân mình góp công, mời chính tiêu chí tôi nghĩ ra thì nó cũng khó thiệt. Đi khó à chị? Nhưng có quyết tâm cũng đâu có gì đáng ngại, trên dưới đồng lòng cùng nhau phấn đấu, chiến mau rỡ ràng nông thôn mới sẽ thành công. Nghe chị thân qua tôi đã hiểu rồi, nhờ chủ trương đúc dân mình đổi thay, nông mà thôn khởi sắc từng ngày, lòng dân hớn hở xây đời ấm no. Dạ mời anh Xui thông thả ngồi chơi nghe tôi kể tiếp cái chuyện này. Nhớ hồi lúc á mới ban đầu, sao vậy? Ý kiến lại qua nghe mà phát mệt, tranh đấu so kẻ từng tấc tấc nhành cây. Có người á họ làm ngơ không có màng thế sự, nhưng chính quyền kiên trì dẫn đồng. Cái này hay à chị. Rồi lần hồi dân cũng hiểu cũng thông, người thì đất người thì bỏ công xây dựng. Cầm chân ấm non, chị Xui ơi.
anh Xuôi ngồi đây nha. Ngồi nghỉ để tôi vô tôi bắt nồi cơm lên nha anh Xuôi. Chị Xuôi à? Dạ. Chị nấu cơm á, nhớ nấu canh chua cá lóc á nha chị. Dạ rồi. Ơ bà chị Xuôi. Dạ. Chị nhớ mua xì rượu đế, tôi với chị lai rai. Trời quý. Tài tử tỉnh Bình Dương năm 2020 của đơn vị thành phố Thủ Dầu Một. Xin kính chúc cho chương trình thành công tốt đẹp.